Không, bây giờ thì giấy soi người ta cũng đang tra mà mà. Vâng. Vâng. Con em sợ cỏ nên em cứ làm liều chứ. Cái bố nó được cỏ nào được. Chả được cái mấy nữa là nuôi trâu nhớ bán nó chia đôi mà. Ông cứ để cỏ đấy, con cát phải đỡ hại ruộng không? Ừ. Dùng cỏ lại ruộng quá. Sao bảo ngô lim? Dạ. Sao bảo ngô lim? Ý là cho để lại trong này thì trong ngô lim. À, đây vẫn là ngô tẻ đây. Vâng, đây vẫn là ngô tẻ. Cái này nó ẩm lên đây. Ừ. Hôm qua nó nhiều cỏ vậy thôi chứ còn đất này là tơi rồi ấy. Cỏ nhiều kinh khủng luôn đấy. Ừ. Này đất này quá ngon rồi. Đất này không có cỏ thì tơi thì biết. Ừ. Con nhà vệ à? Cho bớt đi tí nữa không sợ quá thiếu phân. Nhà vệ này nó mấy đứa nhỉ bà? Cháu ba. Bà. Ba con lần bà. À. Con bé nhất này năm nay cháu 5 tuổi rồi. À. Đây là lớn này. Con lớn đấy. À. Thôi được, thế được rồi. Lớn hôm nay bà được 8. Vâng. Ăn cả chịu được trở về. Ừ. Cho nó nằm ngoài tàu à? Đấy là tàu. À. Em lại về nửa ngày. Đau mắt nó mà rát thì nó sẽ ra mặt này. Đá này chịu ở nó có nước đá thôi. Cái đá trường.